rút kinh nghiệm vụ đăng kiểm đánh rớt xe xịn. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn cho các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc để công tác kiểm định được thực hiện một cách đồng nhất, chính xác. Liên quan đến việc chiếc Mercedes-Benz C250 Exclusive không đạt kiểm định vì lỗi mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, không đúng với hình dáng của nhà sản xuất tại trung tâm đăng kiểm 5005V chi nhánh Hồng Hà, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu đơn vị đăng kiểm giải trình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngày 17 tháng 5, ô tô Mercedes-Benz C250 Exclusive có biển số 66A-02468, năm sản xuất 2014, đến trung tâm đăng kiểm 5005V chi nhánh Hồng Hà để kiểm định. Phương tiện trên đã bị đánh giá không đạt hạng mục kiểu dáng hình dạng xe thuộc công đoạn 1, đăng kiểm viên được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra. Xác định mặt ca lăng phía trước của ô tô không đúng với hình dáng của dòng xe Mercedes-Benz C250 Exclusive. Ngay khi nhận được thông tin sự việc, ngày 19 tháng 5, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu trung tâm đăng kiểm 5005V chi nhánh Hồng Hà và đăng kiểm viên Trần Vũ Phương báo cáo giải trình. Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định, đăng kiểm viên Trần Vũ Phương và đơn vị đăng kiểm thực hiện chưa đúng quy trình, quy định tại thông tư số 02/2023/TT-B/TVT, thiếu sót trong công việc, chưa tra cứu đầy đủ thông tin kỹ thuật từ Cục Đăng kiểm Việt Nam dẫn đến kết quả đánh giá chưa đúng. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ngay lập tức yêu cầu trung tâm đăng kiểm 5005V chi nhánh Hồng Hà chủ động liên hệ chủ phương tiện để xin lỗi, nhận thiếu sót và có trách nhiệm thực hiện cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định cho phương tiện. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu trung tâm đăng kiểm 5005V chi nhánh Hồng Hà nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để không xảy ra tình trạng sai sót tương tự. Quả đây cũng là bài học kinh nghiệm cho đăng kiểm viên và các đơn vị đăng kiểm trên cả nước nhằm tránh xảy ra các sai sót, ảnh hưởng đến công tác kiểm định. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đơn vị sẽ tiếp tục rà soát và hoàn thiện các hướng dẫn cho các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc, để công tác kiểm định được thực hiện một cách đồng nhất, chính xác, đúng đắn nhằm lấy lại niềm tin của người dân và xã hội. Muốn gặp chủ xe để xin lỗi. Ngày 22 tháng 5, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, đại diện trung tâm đăng kiểm 5005V chi nhánh Hồng Hà cho rằng không có chuyện đăng kiểm viên nhũng nhiễu, tiêu cực trong vụ đánh rớt ô tô Mercedes-Benz C250 Exclusive gây xôn xao dư luận vừa qua. Vấn đề phát sinh từ việc đăng kiểm viên khám xe có thiếu sót trong công việc. Trước đó, anh Long Vũ, ngụ thành phố Thủ Đức, đã đăng tải bài viết chia sẻ bức xúc khi ô tô Mercedes-Benz C250 Exclusive mang biển số tỉnh Đồng Tháp, nguyên zin của mình bị chấm dứt đăng kiểm. Xe anh bị đánh giá không đạt hạng mục kiểu dáng hình dạng xe thuộc công đoạn 1, lỗi thay đổi mặt ca lăng, lưới tản nhiệt. Sau đó, chủ xe đã đến hãng Mercedes nhờ kiểm tra số VIN, nguồn gốc, xuất xứ của xe và in ra hình ảnh mặt ca lăng để chứng minh ô tô là nguyên bản, không độ hay thay đổi kết cấu bộ phận nào. Tuy nhiên, đăng kiểm viên trực tiếp khám xe vẫn từ chối đăng kiểm cho phương tiện này và yêu cầu chủ xe thay đổi lại mặt ca lăng. Đại diện chi nhánh trung tâm đăng kiểm 5005V cho biết trong ngày 19 tháng 5, ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã xác minh và chủ động liên hệ với chủ ô tô Mercedes này để gửi lời xin lỗi vì sai sót của đăng kiểm viên. Phía đơn vị hứa sẽ hỗ trợ chủ xe được ưu tiên kiểm định và hỗ trợ toàn bộ chi phí kiểm định khi phương tiện này quay lại. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 5, chủ ô tô Mercedes này vẫn chưa quay lại trung tâm để hoàn tất thủ tục đăng kiểm cho xe. Được biết, ô tô này có hạn kiểm định đến ngày 16 tháng 6.